Phương Thí xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin mới và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, bão Maggie là cơn bão nhiệt đới thứ 9 được đặt tên trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết, cơn bão này là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc kể từ năm 1949 đến nay, với tốc độ gió đổ bộ là 60 m/s, khiến hơn 900 người thiệt mạng ở Hải Nam. Tuần qua, một áp thấp nhiệt đới hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, sau đó tiến gần hơn vào vùng biển phía đông đảo Luzon và đổ bộ vào Luzon với cường độ mạnh như một áp thấp nhiệt đới. Sau đó, nó di chuyển vào phía nam Trung Quốc và được đặt tên là cơn bão nhiệt đới số 2. Vào 2 ngày trước đó, một máy bay trinh sát của Hoa Kỳ đã phát hiện ra cơn bão gần đó và nâng cấp nó thành bão cuồng phong. Do tiến vào không phận Trung Quốc, quân đội Hoa Kỳ đã ngừng trinh sát ngay và tốc độ gió do thám cuối cùng là hải lý 80. Theo dữ liệu của máy bay trinh sát và tàu do thám, phạm vi lưu thông rất nhỏ, chỉ dưới 150 dặm và nó đổ bộ vào thị trấn Boao, Quỳnh Hải, Hải Nam. Do hoàn lưu của bão cực nhỏ cộng với việc phun trào dữ dội trước khi đổ bộ vào tỉnh Hải Nam nên sức công phá mạnh, dự báo không chính xác nên nó gây thương vong nghiêm trọng ở tỉnh Hải Nam. Một ngày trước đó, tỉnh Hải Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão, thời tiết oi bức. Vào thời điểm đó, dự báo thời tiết trên trang Hainan Daily chỉ có thấy sức gió sẽ làm cấp 7 đến cấp 8 vào ngày mai. Và dự báo đã không chính xác, cho đến đêm hôm đó vẫn không có dấu hiệu của cơn bão đến. Theo dữ liệu từ Đài quan sát khí tượng Trung ương, bão đã hạ cánh xuống thị trấn Boao, Quỳnh Hải, quận Hải Nam vào lúc 4 giờ 40 phút sáng. Khi hạ cánh, lực gió trung tâm của nó đạt 60 m mỗi giây và áp suất không khí là 925 HPA. Khi nó đổ bộ, ở Quỳnh Hải có gió to, nhà cửa ở Quỳnh Hải gần như bị phá hủy hoàn toàn. Chỉ riêng ở Quỳnh Hải đã có 771 người chết. Báo cáo thiên tai do Ủy ban Cách mạng Khu Hành chính Hải Nam đệ trình lên tỉnh ủy Quảng Đông cho thấy 90% số nhà bị sập và tốc mái. Một số xã ở các huyện Định An, Đồn Sương và Trường Giang cũng bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau. Theo dữ liệu từ kho lưu trữ Quỳnh Hải, cơn bão đã phá hủy tổng cộng 206.610 ngôi nhà, trong đó 90.632 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 29.946 ngôi nhà bị sập một phần và 86.032 ngôi nhà bị hư hại. 397 con gia súc chết, 535 con lợn chết, thiệt hại khoảng 40%. Thất Từ mất 40.000 ha, chiếm 56% diện tích trồng trọt của quận. Mất mía 16.000 ha, chiếm 40% diện tích gieo trồng của huyện Huệ. Cao su gãy đổ ngang cây khoảng 70.000 ha, khoảng 2,32 triệu cây, chiếm 70% diện tích trồng trọt của quận. Tổng diện tích cây tiêu của quận bị mất khoảng 17.000 ha, với khoảng 997.000 cây, thiệt hại với lâm nghiệp là 120.000 ha. 80% diện tích cây cao su tại các công trường ở các huyện vùng tâm bão đi qua bị gãy đổ, thiệt hại đặc biệt nặng nề, tổn thất toàn bộ đảo Hải Nam không thể tính bằng nhân dân tệ. Theo dữ liệu từ trạm khí tượng Quỳnh Hải ở phía bắc của điểm hạ cánh, nó đã ghi lại tốc độ gió trung bình trong 11 phút một lần là 48 m mỗi giây. Áp suất không khí ở mực nước biển là 937,8 HPA được ghi tại lúc 4 giờ 40 phút. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã tính toán và nhận xét dựa trên lực chênh lệch áp suất rằng khi cơn bão đổ bộ, lực gió trung tâm đạt 60 m/s và áp suất không khí là 925 HPA, cơn bão đã giết chết 903 người và làm bị thương 5.759 người ở tỉnh Hải Nam. Thưa quý vị, chiều cùng ngày, vùng dông mạnh phát triển ở phía tây Quảng Đông và di chuyển từ tây sang đông. Khi di chuyển đến vùng gần biển phía nam Macau thì phát triển thành siêu ô nhiễm. Bản đồ radar cũng cho thấy có một vùng dông mạnh tiếng vang hình móc câu ở phía tây nam của nó tiếp tục từ 18 giờ 06 phút đến 21 giờ cho thấy sự phát triển của vòi rồng. Trạm quần đảo Wonsan đã quan sát thấy một cơn gió giật 120,6 km/h, trong khi Macau bị ảnh hưởng bởi siêu bão và cục khí tượng từng đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão. Sáng hôm sau, một số cư dân mạng đã tìm thấy một con cá nhỏ trên ban công nhà họ và chỉ ra rằng con cá nhỏ chỉ xuất hiện trên ban công sau trận mưa lớn đêm qua. Có thể suy ra rằng con cá đã bị hút lên bầu trời bởi một loạt lực nào đó trên biển nơi đặt tiếng vang móc câu, sau đó được đưa lên độ cao lớn bởi luồng gió ngược mạnh, rồi do luồng gió xuôi, tức là khu vực mưa lớn và đưa quay trở lại mặt đất, suy ra rằng Macau bị ảnh hưởng gián tiếp bởi vòi rồng.
Ngoài ra, hai chiếc thuyền đánh cá bị lật ở vùng biển gần đảo Đại Vân Sơn ở cửa sông Châu Giang do vòi rồng vào khoảng 7 giờ 30 phút tối và một trong những chiếc thuyền đánh cá mang số hiệu Jeju 23291 chở hai ngư dân đã được cứu vào lúc 9 giờ 25 phút chiều. Một chiếc thuyền đánh cá khác mang số hiệu Yuxiang 1746 đã biến mất với 8 người trên tàu, đó là 3 cư dân người Macau và 5 người Trung Quốc đại lục. Có thông tin cho rằng 3 cư dân Macau cũng có chứng minh thư Hồng Kông, Quảng Đông, Hồng Kông Macau ngay lập tức phát động một cuộc tìm kiếm chung trong vòng 4 ngày. Tổng cộng 311 tàu chính thức từ Chu Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và những nơi khác, 3 máy bay Hồng Kông và 4 máy bay của Cục Cứu hộ Biển Đông đã được điều động để tìm kiếm trong vùng biển nơi xảy ra vụ việc. Macau đã cử thuyền và máy bay không người lái tìm kiếm ở vùng biển xung quanh Macau. Chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn bước đầu xác nhận vị trí tàu chìm. Họ đã tìm thấy trên biển cách đảo Bali và đảo Dawasan ở quận Wasan 3 km về phía đông, có vết dầu nhưng không tìm thấy thuyền viên mất tích nào. Tàu mất tích mang số hiệu Yuxiang 1746, dài 26,5 m, tổng trọng tải 165,97 tấn. Các ngư dân được cứu cho biết khoảng 300 mét bên ngoài đê chắn sóng bên trái của cảng Dawasan, họ gặp phải một trận vòi rồng mạnh kèm theo gió dữ dội, mưa và mưa đá. Thân tàu nhanh chóng bị nghiêng và lật úp, ông và vợ đã được tàu đánh cá khác cứu sau khi họ lênh đênh trên biển khoảng 2 giờ. Cho đến nay, tàu cá mang số hiệu Yuxiang 1746 đã được trục vớt thành công cách đảo Vạn Sơn khoảng 2 hải lý về phía đông nam và được vận chuyển về Macau sau 2 ngày. Trong thời gian này, 4 thi thể đã được tìm thấy nhưng 4 người còn mất tích không rõ tung tích. Kính thưa quý vị, lũ lụt xảy ra ở Thọ Quang vừa qua là thảm họa lũ lụt ở khúc Thọ Quang của sông Mi xảy ra tại thành phố Thọ Quang, thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Do mưa lớn trong 3 ngày liền và xả lũ tập trung từ thượng nguồn hồ chứa sông Mi và do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Wen, lưu vực sông Mi He ở Sơn Đông có mưa lớn, mực nước của hồ chứa Jiewan, hồ chứa Sangchuya và hồ chứa Tương Dương ở Thanh Châu và Lâm Quần dâng cao, một số hồ chứa đã xả lũ. Mặc dù hồ chứa đã cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ lưu, nhưng thời gian chỉ đủ để người dân sơ tán, còn tài sản và gia súc của họ thì không kịp sơ tán. Sự cố này đã khiến đoạn Thọ Quang của sông Mi He gặp phải đỉnh lũ lớn nhất kể từ năm 1974. Nhiều ngôi làng dọc theo sông Thọ Quang bị nước lũ cuốn trôi và một số lượng lớn các tòa nhà dân cư, đất canh tác, nhà kính và trang trại bị hư hại. Theo thống kê chính thức, tính đến 5 giờ chiều ngày thứ Ba, lũ lụt đã khiến 13 người chết, 3 người mất tích, 9.999 ngôi nhà bị sập và thiệt hại kinh tế khoảng 9,2 tỷ nhân dân tệ. Vì có hơn 10.000 ngôi nhà bị sập nên chính phủ phải triển khai ứng phó cấp độ 4 trên toàn quốc và con số 9.999 ngôi nhà bị sập cũng bị đặt nghi vấn là quá trùng hợp và có thể là gian dối. Fengwang.com đã đăng một bài báo lũ lụt Thọ Quang làm hư hại 9.999 ngôi nhà, sự thật đến từ đâu? Dựa trên dữ liệu của tờ báo People Daily là 10.335 ngôi nhà bị sập, 8.240 ngôi nhà bị hư hại nặng và 53.465 ngôi nhà bị hư hại chung. Bài báo sau đó đã bị xóa. Thưa quý vị, trận lũ sông Dương Tử là một trận lụt xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử ở Trung Quốc vào đầu tuần này. Trận lụt chủ yếu ảnh hưởng đến Hồ Bắc và An Huy. Đây là một trong những trận lụt lớn. Từ ngày 10 đến ngày 16 tháng này, có những trận mưa lớn liên tục ở Thanh Giang, núi Debi, khu vực Giang Hoài và những nơi khác trong lưu vực sông Dương Tử. Diện tích bị lũ lụt kéo dài 1.200 km từ đông sang tây và từ nam xuống bắc là 220.000 km2. Lượng mưa trong 7 ngày vượt quá 200 mm và tổng lượng mưa là 72,2 tỷ mét khối. Lũ lụt do mưa lớn đã khiến 83 huyện và thành phố ở Hồ Bắc và An Huy bị ảnh hưởng, 1.603 người chết và 710.000 ngôi nhà bị sập. Do việc kiểm soát lũ lụt bị buông lỏng, các cơ quan bảo tồn nước ở tất cả các cấp đã bị tê liệt và một số hồ chứa được xây dựng trong thời kỳ đại nhảy vọt bị sập hoặc đổ vỡ, làm trầm trọng thêm thương vong. Tình hình lũ lụt ở thành phố Đông Thành, tỉnh An Huy diễn ra nghiêm trọng. Lũ lụt tại Giang Túy của sông Đa Sa ở vùng lấn biển cao hơn 7-8 m so với mặt đất. Ở bờ tây sông Nhan Hê, hơn chục vụ vỡ liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng đến 112.700 ha đất canh tác, hơn 60.000 người bị ảnh hưởng, 73 người chết và thiệt hại kinh tế là 45,7621 triệu nhân dân tệ. Theo các thông tin khác, hồ chứa Vương Dương gần Đồng Thành bị sập và giết chết ít nhất hàng trăm người. Trước khi mùa lũ đến, hồ chứa đã không chuẩn bị trước hoặc là làm chưa đủ.
hồ chứa được xây dựng vào năm 1958 trong thời kỳ đại nhảy vọt, là hồ chứa tiêu chuẩn thấp, dung tích chứa nhỏ, mặc dù chiều cao của đập hồ chứa lên tới hơn 20 mét nhưng không có cửa chứa và cửa xả tương ứng, hồ xả nước chủ yếu qua đập tràn hở. Hồ chứa Mên San ở Thạch Hà Quan, thành phố Lục An, tỉnh An Huy đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ khi được xây dựng. Huyện Gioje bị nhấn chìm 14.200 ha đất nông nghiệp, làm sập 100 ngôi nhà và thiệt hại 10,82 triệu nhân dân tệ. Hồ chứa nước Long Hà Khẩu của sông Yangbu có lưu lượng dòng chảy và tối đa là 10.320 m3 mỗi giây và lưu lượng xả tối đa là 2.150 m3 mỗi giây đã bị vỡ, làm ngập 26.000 ha đất canh tác và sập 15.500 căn nhà. Trước đó, một trận mưa xối xả xảy ra ở đồng bằng Giang Hán và vùng núi phía đông Hồ Bắc dẫn đến lượng mưa gần 1.000mm ở hầu hết các khu vực trong 11 ngày. Thủ tướng Quốc vụ Viện chỉ đạo Hồ Bắc chú ý giải quyết vấn đề ngập úng. Tuy nhiên, các tổ chức bảo tồn nước ở tất cả các cấp đã bị tê liệt và việc xây dựng và quản lý bảo tồn nước rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hồ chứa Phui Sui được xây dựng vào năm 1958 trong thời kỳ đại nhảy vọt ở thành phố Hoàng Thạch, tỉnh Hồ Bắc, trải qua lượng mưa liên tục từ cuối tháng trước. Vừa qua, con đập gặp nguy hiểm và dòng chảy vào hồ chứa đỉnh điểm đạt 5.211 m3 mỗi giây. Mực nước hồ đạt cao trình lớn nhất kể từ khi xây dựng hồ là 59,28 m, lưu lượng xả lũ lớn nhất đạt 4.000 m. Xả lũ khiến cánh cổng bị xoắn hỏng. Sự cố của cửa hồ chứa gây ra lũ lụt, những ngôi nhà trên đất nông nghiệp ở hai bên sông ở Pin San, Pai Si, sông Ju, Thành Quan và những nơi khác bị ngập lụt, khiến 20 người chết, 54 người bị thương và 23.000 ha diện tích cây trồng bị hư hại. 16.000 ha đất canh tác bị ảnh hưởng, 10.156 ngôi nhà bị sập, 561 ao hồ, đập dâng, đê bao bị phá hủy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!